đi theo tiếng gọi của Chúa, nguyện xin Chúa dù tình gian thương. Dâng lên Chúa đây người thân yêu, sống trọn đời yêu mến cậy tin. Giờ ra đi với hai bàn tay trắng, lòng chỉ mong Chúa dù Chúa thương đoài nhân của lễ này, hiệp cùng rượu nho bánh bên khiến tình. Xin Chúa thương đoài nhân của lễ này, hiệp cùng hy tế trên đồi Can Phê.
Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Kính thưa quý sơ, quý cụ, quý ông bà, toàn thể anh chị em. Đối với mỗi người chúng ta, quê hương luôn luôn là một hai tiếng rất là thân thương. Quê hương là chùm khế ngọt.
Và ngày hôm nay các cha quê hương cũng rất là muốn về với chúng ta. Thế nhưng cha Tuân thì vì bệnh chưa về được. Còn cha Viên thì cũng vì lý do đột xuất cho nên ngày hôm nay cũng không có thể về được với quê hương. Chắc chắn các ngài vẫn hướng về quê hương và cầu nguyện cho các bậc tổ tiên ông bà. Và ngày hôm nay cũng có nhiều người ở đi làm xa cũng trở về quê hương, và đặc biệt là những người con của quê hương hiện diện nơi đây để cầu nguyện cho tổ tiên, ông bà, cha mẹ, những người thân nhân của chúng ta. Chúng ta hiệp dâng thánh lễ để cầu nguyện. Và đặc biệt ngày hôm nay chúng ta cũng nhớ tới các đấng, các bậc đã coi sóc giáo xứ chúng ta. Nhờ các ngài mà giáo xứ chúng ta được thăng tiến từng bước trong ơn thánh. Chúng ta nhớ tới các ngài. Trong tâm tình đó, chúng ta hãy nhìn nhận tội lỗi chúng ta để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh. Tôi thú nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi, lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mọi đàng. Vì vậy tôi xin được bà Maria chọn đời đồng trinh, cả thiên thần, cả thánh và anh chị em cần cầu cho tôi. Trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta, xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta tới sự sống muôn đời. Dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã cho Đức Kitô con Chúa chiến thắng tử thần mà về với Chúa. Xin cho các tín hữu đã qua đời được cùng Đức Kitô chiến thắng vẻ vang và muôn đời chiêm ngưỡng Chúa là đấng tạo thành và giải thoát họ. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Bài trích sách Ma-ca-bê quyển thứ 2. Khi ấy, ông Giu-đa Ma-ca-bê quyên góp được khoảng 2.000 quan tiền và gửi về Jerusalem để xin dâng hy lễ tạ tội. Ông làm cử chỉ rất tốt đẹp và cao quý này vì cho rằng người chết sẽ sống lại. Thực thế, nếu ông không hy vọng rằng những chiến binh đã ngã xuống sẽ sống lại, thì cầu nguyện cho người chết quả là việc dư thừa và ngu xuẩn. Nhưng nếu ông nghĩ đến phần thưởng rất tốt đẹp dành cho những người đã an nghỉ trong tinh thần đạo đức, thì đây quả là một ý nghĩ đạo đức và thánh thiện. Đó là lý do khiến ông xin dâng hy lễ đền tội cho những người đã chết, để họ được giải thoát khỏi tội lỗi. Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa.
Trích sách Khải Huyền của Thánh Gioan Tông Đồ. Tôi là Gioan, tôi thấy trời mới đất mới, vì trời cũ đất cũ đã biến mất và biển cũng không còn nữa. Và tôi thấy thành thánh là Jerusalem mới, từ trời, từ nơi Thiên Chúa mà xuống, sẵn sàng như tân lương trang điểm để đón tân lang. Rồi tôi nghe từ phía ngai có tiếng hô to: đây là nhà tạm Thiên Chúa ở cùng nhân loại. Người sẽ cư ngụ cùng với họ. Họ sẽ là dân của người, còn chính người sẽ là Thiên Chúa ở cùng họ. Thiên Chúa sẽ lau sạch nước mắt họ, sẽ không còn sự chết, cũng chẳng còn tang tóc, kêu than và đau khổ nữa. Vì những điều cũ đã biến mất. Đấng ngự trên ngai phán: này đây ta đổi mới mọi sự. Ta là Alpha và Omega, là khởi nguyên và tận cùng. Chính ta sẽ ban cho ai khác được uống nơi nguồn nước trường sinh mà không phải trả tiền. Ai thắng sẽ được thừa hưởng hồng ân đó. Ta sẽ là Thiên Chúa của người ấy, và người ấy sẽ là con của ta. Đó là lời Chúa. Cảm ơn Chúa.
Chúa cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi đến Bethania, Đức Giêsu thấy anh Lazaro đã chôn trong mộ được 4 ngày rồi. Bethania cách Jerusalem không đầy 3 cây số. Nhiều người Do Thái đến chia buồn với hai cô Marta và Maria vì em các cô mới qua đời. Vừa được tin Đức Giêsu đến, cô Marta liền ra đón người, còn cô Maria thì ngồi ở nhà. Cô Marta nói với Đức Giêsu: "Thưa thầy, nếu có thầy ở đây, em con đã không chết. Nhưng bây giờ con biết, bất cứ điều gì thầy xin cùng Thiên Chúa, người cũng sẽ ban cho thầy." Đức Giêsu nói: "Em chị sẽ sống lại." Cô Marta thưa: "Con biết em con sẽ sống lại khi kẻ chết sống lại trong ngày sau hết." Đức Giêsu liền phán: "Chính thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào thầy thì dù đã chết cũng sẽ được sống. Ai sống và tin vào thầy sẽ không bao giờ phải chết. Chỉ có tin thế không?" Cô Marta đáp: "Thưa thầy, có. Con vẫn tin thầy là Đức Kitô, con Thiên Chúa, đấng phải đến thế gian." Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Thưa quý ông bà anh chị em, ngày hôm nay giáo hội cho chúng ta một ngày đặc biệt và thậm chí là một tháng đặc biệt để nhớ tới các linh hồn. Và đặc biệt trong cái bối cảnh vườn thánh mà chúng ta đang hiện diện nơi đây, đang quy tụ nơi đây, mỗi người chúng ta sẽ có những cái tâm tình khác nhau. Bởi vì chúng ta có những người thân yêu đang nằm ở nơi đây, đang nghỉ yên nơi đây. Người đó có thể là cha mẹ chúng ta, là ông bà chúng ta, là các cụ của chúng ta. Người đó có thể là vợ, là chồng, là anh em, là những người thân bằng quyến thuộc của chúng ta. Mỗi người mỗi tâm tình. Và có lẽ chúng ta có nhiều những cái tâm tình khác nhau. Thế nhưng một trong những cái điều mà có lẽ ai cũng nghĩ tới, đó là cái chết. Tại sao con người phải chết? Và cái chết nó có ý nghĩa như thế nào? Chúng ta biết, đã là con người thì ai cũng phải chết. Dù người đó là ai. Từ xưa đến nay, đã bao nhiêu đời, đã qua đi. Còn đâu một Caesar của Roma, còn đâu một Tần Thủy Hoàng của Trung Quốc, còn đâu một Thành Cát Tư Hãn của Mông Cổ, và biết bao nhiêu vị vua chúa Việt Nam cũng ra đi. Khi còn đương thời
thì các ông quyền sinh quyền sát và nghĩ rằng mình là chúa tể, mình có quyền, mình muốn làm gì thì làm, muốn cho ai sống thì sống, muốn cho ai chết thì chết. Thế nhưng đến lúc chính họ cũng phải nằm xuống, buông bỏ tất cả. Và nằm nơi vườn thánh này, biết bao nhiêu các cụ tổ tiên ông bà chúng ta cũng vậy. Cho nên người xưa có câu: nhân sinh tự cổ, thủy vô tử. Con người từ xưa đến nay không ai là không phải chết. Và cái chết nó từ đâu mà ra? Theo Mặc Khải, chúng ta đều biết cái chết là từ tội lỗi của con người chúng ta. Mặc dù chúng ta là một trong những loài thụ tạo Thiên Chúa dựng nên, nhưng Thiên Chúa lại ban cho chúng ta được đặc ân là sống đời đời hạnh phúc bên Chúa. Thế nhưng tổ tông loài người đã không vâng phục Thiên Chúa, không muốn giữ mình là một loài thụ tạo mà muốn lên bằng Thiên Chúa. Cho nên phạm tội bất phục tùng và phải đau khổ và phải chết. Cái chết bấy giờ mới du nhập vào thế gian. Thế nhưng ngay khi tổ tông loài người phạm tội, Thiên Chúa đã hứa ban đấng cứu độ. Bởi vì Ngài vẫn yêu thương con người và Ngài không muốn để con người chết đời đời như bất cứ một loài vật nào khác. Nhưng Ngài muốn cứu độ con người với tất cả tình yêu thương. Cho nên đến thời viên mãn, Thiên Chúa sai con một của Ngài là Đức Giêsu Kitô đến để cứu độ loài người chúng ta. Và từ đó cái chết của con người chúng ta nó không còn là cùng đường, là bế tắc, là tuyệt vọng, là chấm hết, nhưng nó lại là cánh cửa để mở ra một cuộc sống mới. Một cuộc sống trọn vẹn hơn, đầy đủ, hạnh phúc, đời đời bên Chúa. Chứ không phải là một cuộc sống ở trần gian với đầy những đau khổ. Như Thánh Vịnh đã nói, mạnh giỏi chăng là được 80, mà phần lớn là gian lao khốn khổ. Hay bên Phật giáo có câu: đời là bể khổ, nước mắt chúng sinh nhiều hơn nước biển. Thế nhưng cuộc sống đời sau thì lại không phải như thế. Là một cuộc sống hạnh phúc viên mãn đời đời bên Chúa, không phải đau khổ mà không phải chết. Ngày hôm nay chúng ta quy tụ nơi đây để cầu nguyện cho những người thân bằng quyến thuộc của chúng ta, cha mẹ ông bà tổ tiên của chúng ta. Đó là một việc làm vô cùng ý nghĩa, quan trọng. Trước hết đó là việc làm thảo kính đối với các bậc tổ tiên ông bà cha mẹ. Chúng ta biết, chúng ta có câu: thụ ân bất báo uổng vi nhân. Được ơn mà không báo đền, không đáng là người. Cho nên chúng ta được ơn tổ tiên, ông bà, cha mẹ rất nhiều mới có chúng ta. Không lẽ nào chúng ta lại không biết ơn các ngài? Mà việc biết ơn báo đền đẹp đẽ nhất, tốt đẹp nhất, cần thiết nhất cho các ngài không phải là mâm cơm cỗ đầy
như những người lương dân đã làm và đang làm, nhưng là cầu nguyện các việc lành hy sinh, và đặc biệt là dâng thánh lễ cầu nguyện cho các ngài. Rồi đối với những người anh em thân bằng quyến thuộc, những người thân nhân, những người vợ người chồng, thì việc dâng lễ cầu nguyện là một việc bác ái cao cả nhất. Chúng ta yêu thương nâng đỡ nhau, thì việc cầu nguyện và dâng lễ cho các người thân bằng quyến thuộc là một việc yêu thương nâng đỡ cao cả nhất, cần thiết nhất cho các linh hồn. Và ngày hôm nay mỗi người chúng ta cũng nhớ cầu nguyện cho các bậc đấng, các bậc đã coi sóc giáo xứ chúng ta từ những ngày chúng ta đón nhận tin mừng cho đến nay. Nhờ các ngài mà chúng ta được thăng tiến, được nuôi dưỡng đời sống đức tin, được thăng tiến và có được ngày hôm nay. Rồi trong tâm tình đó, trước cái bối cảnh của vườn thánh ngày hôm nay cũng nhắc nhớ chúng ta, chúng ta không có sống mãi ở trần gian này. Một ngày nào đó chúng ta cũng sẽ rời bỏ tất cả, đó là điều chắc chắn, không thể sai lầm. Kẻ trước người sau, kẻ sớm người muộn, không ai ngoại trừ. Cho nên chúng ta cũng ý thức quê hương đích thực của chúng ta không phải là ở trần gian này, mà là trên thiên quốc. Cho nên chúng ta cũng phải chuẩn bị cho cái mảnh đất trên quê thiên quốc đó. Không có cái gì tự nhiên nó đến. Chúng ta có muốn có một mùa gặt bội thu thì chúng ta cũng phải cày cấy, gieo trồng, vun xới, chăm bón, bớt sâu nhổ cỏ. Không phải cứ tự nhiên mà nó đến. Cuộc sống đời đời cũng vậy, không phải tự nhiên mà chúng ta được hưởng. Như lời Chúa, phải đi qua cửa hẹp, phải chiến đấu, phải giành được chiến thắng. Thánh Phaolô cũng nhắc chúng ta, trong mọi cuộc đua thì điều quan trọng là phải giành được chiến thắng. Điều quan trọng là chúng ta phải được sự sống đời đời. Cho nên chúng ta phải chiến đấu, chúng ta phải hy sinh, chúng ta phải nỗ lực, phải tìm kiếm nước trời trong khi tìm kiếm những sự trần gian. Rồi chúng ta lo dạy dỗ con cháu chúng ta ý thức được điều đó, để nó không thể chỉ nghĩ tới những sự đời này mà quên đi một sự sống đời đời vô cùng quan trọng, phần dỗi linh hồn của con người chúng ta. Trong cái tâm tình đó, ngày hôm nay chúng ta dâng lễ cầu nguyện cho các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ, các đấng các bậc. Xin Chúa thương cho các ngài sớm được hưởng nhan Thiên Chúa. Và các ngài về trời thì lại cầu bầu cho chúng ta. Như ngày hôm qua chúng ta mừng lễ các thánh, những đấng đã được về trời, chắc chắn các ngài cũng sẽ nhớ cầu bầu cho chúng ta. Và rồi chúng ta cũng xin Chúa để mỗi người chúng ta ý thức hơn, trong khi tìm kiếm sự sống đời này, chúng ta cũng nhớ tới sự sống đời đời, để chúng ta lo cho mình và lo cho con cháu chúng ta. Chớ gì được như vậy. Amen. Tôi tin kính một Thiên Chúa, là Cha toàn năng, đấng tạo thành trời đất muôn vật, hữu hình và vô hình. Tôi tin kính một Chúa.
là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật. Được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với Đức Chúa Cha. Nhờ người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta. Người đã từ trời xuống thế bởi phép Đức Chúa Thánh Thần. Người đã nhập thể trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người. Người chịu đóng đinh vào thập giá vì chúng ta. Thời quan phong Siêu Pilato, người chịu khổ hình và mai táng. Ngày thứ ba, người sống lại như lời Thánh Kinh. Người lên trời ngự bên hiệu Đức Chúa Cha, và người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là Đấng ban sự sống. Người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra. Người được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng cả thiên tri mà phán dạy. Tôi tin Hội Thánh Duy Nhất, Thánh Tiền, Công Giáo và Tông Truyền. Tôi tin xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trông đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen. Anh chị em thân mến, Chúa Cha đã phục sinh Đức Kitô từ trong kẻ chết và cho thân xác yếu hèn chúng ta được sống lại. Trong niềm hy vọng đó, chúng ta hãy tha thiết cầu xin. Xin Chúa cho mọi thành phần trong Hội Thánh biết chết đi cho tội lỗi để được sống lại trong Đức Kitô. Chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy Chúa, xin nghe tiếng con kêu cầu cùng Chúa. Xin Chúa cho những người đang tìm lẽ sống được ơn đức tin để họ biết trong đời ngày kẻ chết sống lại và cuộc sống đời sau. Chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy Chúa, xin nghe tiếng con kêu cầu cùng Chúa. Xin Chúa cho những người đã qua đời được hưởng lòng Chúa thương xót và sống bên Ngài luôn mãi. Chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy Chúa, xin nghe tiếng con kêu cầu cùng Chúa. Xin Chúa lau sạch nước mắt những người đã qua đời trong giáo xứ chúng con, như chính con Chúa đã an ủi tam quyến Na-za-rô. Chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy Chúa, xin nghe tiếng con kêu cầu cùng Chúa. Lạy Cha là Thiên Chúa giàu lòng thương xót, xin nhận lời chúng con cầu nguyện để mai sau chúng con được về hưởng vinh quang nước Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Thank you.
con dâng lên. Đời con dâng lên như cho anh con được mong ước mong lên thành con cùng Giêsu dâng lên xin dâng đời sống con. Chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận hy lễ bởi tay Cha để ca tụng tôn vinh danh Chúa và mưu ích cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người. Lạy Thiên Chúa từ bi nhân hậu, xin thương nhận của lễ chúng con dâng để cầu cho những người thuộc về Đức Kitô mà nay đã lìa cõi thế. Nhờ lễ tế vô song này, xin giải thoát họ khỏi tử thần giam hãm và cho họ được sống muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Hãy nâng tâm hồn lên, chúng con đang hướng về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta thật là xinh đáng. Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Nơi người niềm hy vọng sống lại vinh phúc đã chiếu tỏa trên chúng con, để những ai buồn sầu vì số phận chắc chắn phải chết cũng được an ủi, vì Chúa đã hứa ban phúc trường sinh bất diệt sau này. Vì lạy Chúa đối với các tín hữu Chúa, sự sống thay đổi chứ không mất đi, và khi nơi nương náu ở trần gian bị hủy diệt tiêu tan, thì lại được một chỗ ở vĩnh viễn trên trời. Vì thế cùng với các thiên thần và tổng lãnh thiên thần, các vệ thần và quản thần, cùng toàn thể đạo binh thiên quốc, chúng con không ngừng hát bài ca, chúc tụng vinh quang Chúa giang. Thank you.
Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh và muôn vật Chúa đã tạo thành đều phải ca ngợi Chúa. Vì nhờ Đức Giêsu Kitô, con Chúa, Chúa chúng con do quyền năng tác động của Chúa Thánh Thần, Chúa ban sự sống và thánh hóa mọi loài và không ngừng quy tụ một dân riêng để từ đông sang tây họ dâng lên Chúa một hiến lễ tinh tuyền. Vì vậy, lạy Chúa chúng con tha thiết đài xin Chúa nhờ cũng một Chúa Thánh Thần đoái thương thánh hóa của lễ chúng con dâng tiến Chúa đây để trở nên mình và máu Đức Giêsu Kitô con Chúa, Chúa chúng con. Thưa lạy người, chúng con cử hành mầu nhiệm này trong đêm bị trao nộp, chính người cầm lấy bánh, tạ ơn Chúa, dâng lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén, tạ ơn Chúa, dâng lời chúc tụng và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa, chúng con lan truyền Chúa sinh chết và tiên dâng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến. Vì vậy, lạy Chúa, khi kính nhớ cuộc khổ hình, xin ơn cứu độ, sự sống lại và lên trời vinh hiển của con Chúa, đồng thời mong đợi người lại đến, chúng con dâng lên Chúa khi lễ hằng sống và thánh thiện này để tạ ơn Chúa. Chúng con nài xin Chúa đoái nhìn hiến lễ hội thánh dâng lên Chúa, và khi Chúa nhận đây chính là của lễ mà Chúa muốn hiến tế để nguôi lòng Chúa. Xin cho chúng con được bổ dưỡng bởi mình vào máu con Chúa và được tràn đầy thánh thần của Người, thì trở nên một tinh thần, một thân thể và một tinh thần trong Đức Kitô. Nguyện xin Chúa Thánh Thần làm cho chúng con trở nên của lễ muôn đời dâng tiến Chúa, để chúng con được thừa hưởng gia nghiệp cùng với các người Chúa đã chọn, nhất là với Đức Trinh Nữ Maria, rất thánh Mẹ Thiên Chúa, các thánh tông đồ và các thánh tử đạo hiển vinh. Và toàn thể các thánh, vì chúng con tin tưởng các ngài luôn chuyển cầu cùng Chúa cho chúng con. Lạy Chúa, chúng con nguyện xin của lễ hòa giải này đem lại bình an và ơn cứu độ cho tất cả thế giới. Xin thương ban cho hội thánh, Chúa trên đường lữ thứ trần gian được vững mạnh trong đức tin và đức mến, cùng với tôi tớ Chúa là Đức Giáo Hoàng Francisco, Đức Tổng Giám Mục Giuse chúng con, Đức Cha Phụ Tá Giuse, cùng toàn thể hàng giám mục giáo sĩ khắp nơi và tất cả dân riêng Chúa. Xin Chúa thương nhận lời cầu của gia đình mà Chúa đã muốn tụ họp trước tôn nhan Chúa đây. Lạy Cha nhân từ, xin thương đoàn tụ mọi con cái Cha đang tản mát khắp nơi về với Cha. Xin Cha thương đến anh chị em chúng con đã ly trần và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã sống đẹp lòng Cha mà nay đã lìa cõi thế. Xin thương nhận hết Thầy vào nước Cha, nơi chúng con hy vọng sẽ tới để cùng nhau tận hưởng vinh quang Cha muôn đời, nhờ Đức Kitô Chúa chúng con, nhờ Người Cha rộng ban mọi ơn lành cho thế gian. Chính
nhờ người, với người và trong người, và mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy, chúng ta dám nguyện rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha ngã sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên. Chúa xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con. Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Thầy Thiên Chúa đã xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa đấng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con. Đây Thiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc Thiên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa cử vào nhà con, nhưng xin Chúa ban một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa vừa chấp nhận lễ tế chúng con dâng, xin mở lượng từ bi nhân hậu, thương đến anh chị em tín hữu đã qua đời, là tổ tiên ông bà cha mẹ thân bằng quyến thuộc chúng con và các đấng bậc đã chăm sóc giáo xứ chúng con. Nhờ bí tích thánh tẩy, Chúa đã ban cho họ phúc làm con Chúa, xin cũng cho họ được hưởng niềm vui muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Thiên Chúa là nguồn mọi sự an ủi, đã lấy lòng nhân từ khôn tả mà tạo dựng con người và cho các tín hữu được hy vọng sống lại trong sự phục sinh của con một ngày. Xin Ngài ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Xin Chúa ban cho chúng ta là những người còn sống được ơn tha tội và cho mọi người đã qua đời được vào nơi đầy ánh sáng và bình an. Amen. Chúng ta tin thật Đức Kitô đã sống lại từ trong kẻ chết. Xin cho tất cả chúng ta được sống hạnh phúc với Người đến muôn đời. Amen. Và xin phúc lành của Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần xuống trên anh chị em và ở lại cùng anh chị em luôn mãi. Amen. Sau lễ chúng ta đọc một kinh lạy Cha, một kinh tin kính và hát một bài cầu cho các linh hồn để cùng viếng vườn thánh chung với nhau. Lễ xong chúc anh chị em đi bình an. Cha ơn Chúa, lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng luôn, Cha chỉ đến đi, Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày và tha lỡ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có lỡ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Kính Đức Chúa Trời là Cha phép tăng vô cùng dâng lên trời đất, tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô là Con một Đức Chúa Cha cùng là Chúa chúng tôi, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà Người xuống tái sinh bởi bà Maria đồng trinh, chịu lãn đời quan phong Siêu Pilato, chịu đóng đánh trên cây thánh giá chết và tăng sát xuống một tổ thông ngày thứ ba, bởi trong kẻ chết mà sống lại lên trời ngữ bên hiệu Đức Chúa Cha phép tác vô cùng. Ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết, tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần, tôi tin có hội thánh hằng có ở khắp thế lạy cả thánh công công, tôi tin phép tha tội, tôi tin xác loài người ngày sau sống lại, tôi tin hằng sống vậy. Amen. Tôi tâm hương bao u sầu.
bóng mát y che đời con, chính là người mẹ dấu yêu Chúa đã thương ban cho đời con, Chúa đã thương ban cho trần gian. Mẹ thay Chúa nuôi con vẹn tròn, để con nên người và nên con Chúa. Mẹ cha đã hy sinh vì con, tìm hạnh phúc gia đình ấm êm. Xin Chúa ban cho mẹ nhiều ơn, để xứng đáng hiền mẫu trong nhà. Lòng con hằng nguyện xin thiết tha, cho muôn người thảo kinh mẹ cha. Xin Chúa ban cho cha nhiều ơn, để kiên vững dìu dắt gia đình. Lòng con hằng nguyện xin thiết tha, cho muôn người thảo kinh mẹ cha. Tiếng hát y à mẹ ru, chính là lòng mẹ bao la. Chúa đã thương ban cho tuổi thơ, tiếng hát khơi lên bao mộng mơ. Lòng con vẫn ghi sâu trong đời, biết bao lời phụ thân chỉ giáo. Lời ru ấy như câu tình ca, lời khuyên ấy bao là thiết tha. Xin Chúa ban cho mẹ nhiều ơn, để xứng đáng hiền mẫu trong nhà. Lòng con hằng nguyện xin thiết tha, cho muôn người thảo kinh mẹ cha. Xin Chúa ban cho cha nhiều ơn, để kiên vững dìu dắt gia đình. Lòng con hằng nguyện xin thiết tha, cho muôn người thảo kinh mẹ cha. Sông y như dòng sông thấm vào đời con chứa chan. Con lớn khôn trong ân tình mẹ, con lớn khôn trong ân tình cha. Trọn đạo hiếu con luôn phụng thờ, kính yêu cha mẹ là luật của Chúa. Nguyện xin Chúa cho cha mẹ con được vui thấy con hiền cháu ngoan. Xin Chúa ban cho mẹ nhiều ơn, để xứng đáng hiền mẫu trong nhà. Lòng con hằng nguyện xin thiết tha, cho muôn người thảo kinh mẹ cha. Xin Chúa ban cho cha nhiều ơn, để kiên vững dìu dắt gia đình. Lòng con hằng nguyện xin thiết tha, cho muôn người thảo kinh mẹ cha. Xin Chúa ban cho mẹ nhiều ơn, để xứng đáng hiền mẫu trong nhà. Lòng con hằng nguyện xin thiết tha, cho muôn người thảo kinh mẹ cha. Xin Chúa ban cho cha nhiều ơn, để kiên vững dìu dắt gia đình. Lòng con hằng nguyện xin thiết tha, cho muôn người thảo kinh.